Trời, như các bạn thấy thì mình mới đi thêm có 7.000 cây số nữa thôi, mà bây giờ xịt ra nó đã đang thui như gì nè. Clip lúc trước á, về mình xịt lại nó còn đang gấp nhiều lần so với bây giờ, nó y chang cà phê đen luôn. Nhiều bạn thắc mắc mình rửa bằng cái dung dịch gì á, thì cái này là xăng bình thường nha các bạn. Các bạn nhớ dùng xăng chứ đừng có dùng mấy cái dung dịch khác nha, dầu rồi là không được nha. Rồi chào các bạn, đây là cách tháo cái lọc xăng xe Sirius Epiga. Các bạn xoay qua bên trái một chút, các bạn thấy cái khớp này không? Xoay qua, rồi giật từ từ lên. Bây giờ nó gầy ra, các bạn có thể xịt, dùng cái vòi xịt vô đây. Rồi xong rồi các bạn gắn cái lọc xăng cho lại. Thì các bạn đè theo cái khớp này nè, đè xoay từ từ. Rồi, rồi các bạn bẻ qua cho lại. Này các bạn có thấy cái khớp ở trong nó đang vô rồi nè. Vậy là ok.